Rồi, bây giờ tôi đã tìm được Timmy và Simmy rồi, bây giờ còn Camui tôi nè. Quá là dễ dàng luôn rồi, đâu rồi ta? Đâu? Rồi, em bị mù rồi nha, em bị mù. Mình không thấy gì nữa đâu. Không thấy gì hết nha, tôi không thấy gì hết. Trời ơi, không thấy gì luôn mọi người ơi, trời không thấy gì hết. Trời ơi, cái gì vậy, con mua trốn kỹ con mua ơi. Không thấy rồi, làm sao mà thấy được? Ca mua trốn kỹ quá nè, trốn kỹ quá nè. Trời đó coi, bà trốn kỹ quá ha. Trời, cái đầu câm lẹo bà đừng có dùng cái cây vậy, trời nổi bật luôn á bà. Trời đó. Rõ ràng là chị không thấy em, mà làm sao em có thể thấy chị được? Ủa cái gì kỳ cọc vậy? Chị không thấy em nhưng em thấy chị là được rồi. Ok rồi, đứng đây. Chết rồi, ba người, tìm thấy rồi nè. Đó. Trắng quá trời, chị nghĩ đi. Trời đất ơi, ba bộ cũng đỡ tụi mình chơi chỗ tìm một cái chỗ nó trắng ngắt à. Mà em đứng đứng một xíu là cũng thấy à, nó nhỏ xíu và nó trắng ngắt à. Có trò khác không trời? Tôi nói nghe là tôi đề nghị nha, mình đổi địa điểm được không? Trời ơi, chơi mà nào trốn trốn tiền cũng ra đây hoài mà thấy chán không? Nhìn cái bờ biển này coi, nhìn biết chán nhắc luôn. Trời ơi, đất ơi, biết sao không? Chỗ ngoài biển nó mát thì không? Nó mát dễ sợ luôn, bây giờ biết chỗ nào đây? Có ai có đề xuất gì không? Chơi trốn tìm mà thực sự là tôi cũng muốn chơi trốn tìm một nơi gọi là cũng ở biển khơi, nhưng mà còn nó sáng tạo hơn chỗ này ta. Để tôi suy nghĩ coi, suy nghĩ lấy não ra suy nghĩ. Ủa từ từ, hình như thiếu ai đúng không ta? Ủa từ từ, tôi nè, tay mây nè, xây mây. Ủa cao môi đâu rồi? Chơi cầu trượt đi mọi người ơi. Trời đó coi, cầu trượt tôi trượt 8.000 lần rồi bà cũng trượt gì chì nữa. Tới đây bàn chuyện này, cao môi tới đây bàn chuyện với chị em mình đang gọi là chơi trốn tìm mà đó. Có ai có đề xuất gì không? Tôi chẳng bỏ dưới được, phải làm này làm kia chứ. Trời ơi, bộ à, ok, rồi, đây, tôi, trời ơi, tích tắc, cả là tôi có map cho mọi người chơi, là tôi đã tìm, tôi nhớ tôi có một con map lưu sẵn luôn ở trong trong kho luôn. Một con map chơi trốn tìm ở biển khơi luôn, đó, có tàu, có bờ biển, có nước, có người cá luôn. Đó. Ghê không, ghê không? Đó, trốn tìm là trốn tìm sáng tạo lắm. Trời nghe mà thú vị dữ vậy. Wow. Đi về ăn cái đã đi. Trời đất ơi, cái gì vậy bà nội? Đang bàn là đi chơi luôn, tí về ăn luôn. Trời ơi, hèn gì bàn càng. Tôi thấy bà càng ngày càng ngồi càng phì nhiêu rồi nha. Thấy cái người bắt đầu mầm mầm mỡ rồi nha. Ăn ít lại rồi. Rồi nào giảm này, giảm cân rồi á. Ủa tôi đi giảm cân hả? Ủa mới giảm cân hả? Bao nhiêu rồi? Giảm bao nhiêu ký? Giảm bao ký rồi? À hôm bữa hả, ông chọn qua gam nào là giảm được 6 ký. À rồi, ghê. Rồi ok, rồi Timmy giảm 6 ký nha mọi người. Ồ ghê. Tăng lên lại 9 ký rồi. Trời đất ơi, thôi bà nội. Thôi đi theo tôi nè, khổ ghê à. Rồi bây giờ, con mèo tôi đâu? Đây, con mèo của tôi. Đây, rồi đi theo tôi. Đó, đi. Nhanh lên. Rồi, mình tới rồi, ok, chị mình đi thôi nào. Let's go. Rồi, đi trốn tìm nha, mọi người. Trốn hết chưa? Ai là người đi tìm giờ? Ủa đâu? Tôi sẽ bị ta tìm thấy, các người đâu rồi? Ủa Timmy vậy? Ủa Timmy kinh gì vậy? Ủa Timmy kìa. Tao đó coi. Quay kìa, bà chém kìa. Tao đó coi. Hello em. Ôi mẹ ơi. Ôi ôi, Timmy kìa. Ô, chị đâu? Chị đâu? Ủa thấy chị đâu? Thấy Timmy à? Thấy chị đâu? Chị luôn á. Đâu? Các người ở đâu? Đó, sao thấy được? Trời ơi. Đẹp dữ vậy. Ôi! Trời đất ơi. Trời đất ơi. Có xảy ra vậy mọi người? Em không biết đâu mọi người. Trời ơi. Ủa TV kìa. Bay nè bay. Rồi giờ ta chân con chim. Ủa gì rồi? Ta lắng tay mà thôi. Hello em. Sao lúc nào ra đây? Hello Jim. Hello Jim. Nãy giờ thấy mình đứng ở đầu tàu mà ta. Ủa em biết gì đâu. Tôi đã thấy một con cá đang nhảy nhóc nhóc mọi người ạ. Ủa trời ơi, tôi thấy một củ cà rốt đang gọi là đi rồi mọi người ơi. Cẩn thận nha mọi người. Củ cà rốt nhảy. Ờ gì đâu. Các chị kiếm ra em luôn với Sam luôn đấy. Ôi chị được kiếm được em cho. Ghê. Cái này có vẻ trốn ghê quá nhở. Ừ vậy ghê chứ. Vậy ghê mới gãy như vậy. Oh my god. Đấy. À. Em đâu không ghê sao gãy như vậy cơ. Em thấy cái đứa này nó chạy hơn. Trời. Là sao? Trời đất. Oh my god. Thả em đi. Cứu trời ơi. Phương giết người. Em sẽ lạc lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Lạ là tôi thích ghê rồi. Chấm xe mi đã. Em là con bực nè. Xe mi là con bực luôn. Đúng rồi. Xin kìa. Ủa xin rồi. Ê, cho nó nhiều mật, cho nó nhiều mật, cho nó nhiều mật, công nhận. Ôi, biết tin mật được nè.
ơi, mực là gì đây? Mực, 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 mực. Ok, mực là ok. Ê, mực khổ nha, mực khổ nha. Nhiều mực lắm mọi người. Ok, đâu rồi? Ok, tàn sát mực thăm. Oh my god. Ủa? Oh trời đất ơi. Còn mình tui rồi mọi còn người ơi. Còn ai ta? Còn con rùa lại nhiễm đi lắm nha. Samiki phải đâu, phải em đâu. Con rùa á mọi người. Đâu, em biết con khác rồi. Phải em đâu. Thắt thì chém em, thắt thì chém em. Không phải bà đấy chưa. Trời đất ơi. Cầm với sạc, bởi vì Sammy là cá mập, Sammy là đại dưa, Sammy sẽ biết mình đang trốn ở đâu. Đúng rồi, mọi người đang ở trong sân chơi của em sao mà mọi người có thể tìm được em được đúng không? Đó, cá mập đại dương mà. Đó. Em là gấu tuyết, cam nuôi là cà rốt, còn Jimmy là con cừu. Trời, tụi mình toàn là dân mặt đất không à. Trời đất ơi, gặp nhân đại dương. Ủa, quá. Tôi sẽ đi chơi ha. Ủa, chứ tôi không thích Sammy đâu ta. Demi nó đi ra mấy cái ngách á, là mấy cái ngách để đi giết tìm em á sao? Trời đất ơi. Mọi người luật của dân chơi tụi mình đó chỉ là nếu không tìm thấy tàn sát hết, tàn sát hết đi. Vậy luôn, vậy luôn. Tàn sát đi. Tàn sát đi. Nghĩa là chị tìm thấy sao rồi mọi người ạ? Ủa thật cả? Thì thấy đâu? Đâu ai ai? Tìm thấy nó rồi. Đâu? Và chị nghĩ cái con này nó chính là Sam. Đâu? Con nào? Con nào? Đúng không? Đào phải đâu? Nè. Ui. Phải đâu? Mày á, chị thấy cái con gì á, đi nó hơi kỳ lạ và con này à lỡ nó không phải là sao? Cá ơi, toàn xác hết đây, bây giờ không quan tâm nữa, tiếng cá hay cá mập giết hết chỉ. Ô trời đất ơi. Hồi gieo ra cuộc ăn toàn xác hết gọi là cái gọi là sân chơi của mình mọi người ạ. Làm sao có thể gọi là chiến đấu được Sammy đào đúng mọi người. Trời đất ơi, Sam cá mập mà. Đó. Tần tưng 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 tưng. Ủa? Hello các boy, hello. Hello Sam à, Sam trời ơi em ơi. Trời, gì vậy tay mày? Trời đất ơi, bà biến gì mà to dữ vậy? Trời đất ơi, là ai thấy sao? Ui ui, có à ha, thấy hết trơn rồi nha. Thấy gì? Thấy gì đâu? Thấy gì đâu? Thấy gì vậy? Ôi, chị làm cái mặt, chị làm con mặt tua. Bạn trốn ở cái góc đằng chờ, đằng bên ngoài tường nhảy. Trời Sam ơi, Sam gì kỳ vậy Sam? Ồ, em biết gì đâu, trời ơi. Nè, ở đây chỗ này nè, đằng ngay chỗ này. À, gốc cây này được nè, gốc cây chủ được nè, gốc cây này chủ được nè. Ok, chỗ gốc cây nha. Anh này gốc cây nha. Ok. Oh, hello. Ủa gì vậy Sam? Gì vậy? Chị làm con khác mà. Ai Sam đang đánh nạt viên cá với anh rùa làm gì á? Trời đất ơi, đánh tôi làm chi? À, không phải à? Mọi người ơi, chuyện gì mới xảy ra này mọi người? Sắp chết luôn á trời ơi. Chạy thôi. Mày quá mọi người ơi. Yeah. Ôi chỗ này đẹp mọi người ơi. Trời đất ơi, chị em đâu ra ngoài đây chơi nè. Ui gì tự Sam ơi, chạy đi Sam. Oh my god. Chém bờ đi Sam. Chém bờ đi em. Con cái chạy kìa. Hello Sam. Nó không. Ok. Sam ok hoài luôn mọi người. Trời đất ơi. Yeah. Sam ơi, thì được chiều Sam. Mọi người dễ nhờ, mới thấy một cái bây giờ biến mất tiêu rồi. Trời ơi, cá mui hùng mạnh dữ nè cá mui. Trời đất ơi. Ghê. Rồi đẹp lên chơi với chị nha. Đó, để lên đây chơi với chị nè. Đó. Mọi người. Đó, ok, đó. Mà chúng ta chào video tại đây đi. Simi nó núp quá mọi người. À ok, trời đất ơi. Tụi tất quá mà. Ok. Rồi ok mọi người ơi, thì mình mực đại dương Sammy cùng ca mui cá mập nè. Đó, cùng Simi là yêu quái mọi người. Còn ai Timmy lá gì tới mây? Đâu rồi? Đâu? Đâu Timmy đâu? Ủa bà, đây là bà hả? Không phải.
không ai chạy bật đâu giờ cho tôi biết, tôi chém mọi người cái coi trời ơi. Không không, mọi người đang trốn ở tường á em. Ở chào với hiểu anh tìm được hả? Rồi đâu rồi, còn Timmy đâu rồi? Timmy ơi, tôi nè. Ủa là bà đó hả? Trời đất ơi, ủa sao hiện tên trời? Trời đất ơi, trời rồi, Camui hiện con gì cho đẹp chị Camui? Đó. Ok, chị sẽ biến thành đâu xem nào có con gì ta. Ok, bạch tuộc. Rồi, trời đất ơi, cái gì vậy? Bà trùng hợp rồi mình nào. Trời đất ơi, rồi, ôi chào clip nè, tôi đứng đâu chào clip nè. Rồi, ok mọi người ơi. Thì cuộc trốn tìm này là đã hồi kết mọi nhà đó. Mọi người đoán xem là ai là người trốn tìm VIP pro nhất trong hội cho em. Đừng quên comment vì giờ Sam biết nha. Rồi, trời đất ơi, từ để tôi biến cái bập qua, tôi hình như tôi biến cái bập đây. Để tôi biến cái bập này cho nó ngầu nè, đó. Băng, đó, ok mọi người nha. Và khi xem video của Sam đừng quên cho Sam một like, share, comment, đừng quên subscribe, share và tất cả thành video hay từ mình nha. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye. Grrrr!